Hey chào mừng bạn đã đến với udip trong video này thì chúng ta sẽ đi làm một cái con game mới phải nói là story video tại vì nó có nhiều video ha uh, con game này có tên là boblast cái con game này thì chúng ta cờ learn cái con game khá là nổi ở trên store nhé để mà chúng ta có thể là học về cái cách chúng ta code game ok thì không có dài dòng nữa bây giờ chúng ta sẽ vào thực hiện luôn cái việc chúng ta đang muốn làm nhé uh, chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới này chúng ta đặt tên là bullet uh, tutorial OK, mình sẽ lưu ở bên ngoài cái desktop và không có kết nối với cloud này. Chọn 2D này, nhấn Create và chờ nó tạo ra thôi. Sau khi mà chúng ta tạo xong project rồi, thì chúng ta sẽ import dữ liệu vào nhé. Chọn Access, chọn Import bucket Custom Package. Cái package này thì mình sẽ để link download ở bên dưới cái phần mô tả nhé chúng ta sẽ import vào đây ok chúng ta vào blast chúng ta kéo cái sin vào đây kéo cái sin vào cái blast cái udip thì các bạn có thể đổi thành cái gì cũng được nhé tùy hoặc là giữ nguyên cho nó có credit cũng được đó cái cấu trúc của mình mình hay để như này Đổi tên cái xin lại thành Scene Gameplay nhé Chúng ta có cái lỗi này Tại vì có những cái script nó tham chiếu tới cái Package là Scene uh, Controller à, à, Cái Package là Scene Machine à, Chúng ta sẽ cài cái Package nhé Chúng ta vào Windows, chúng ta vào Package Manager này, à, Chọn uh, Unity Registry Chúng ta chọn Scene Search cái từ Scene Chúng ta thấy cái package là Cinema Machine 2.1.0 đây, 2.10 đây. Chúng ta nhấn yên số để mà nó cài vào. Sau khi mà cài xong thì chúng ta sẽ tắt cái package manager đi. Chúng ta ra bên ngoài chúng ta chọn main camera, chúng ta sẽ set up vài thứ này. Chúng ta sẽ tạo ra những cái tác trong game đầu tiên là những cái tác chúng ta sẽ có war war, này. Uh, war bottom chúng ta sẽ có là bô đó như này shorting layer thì chúng ta sẽ có một vài cái shorting layer đó là um, background Background Postground và Gameplay chúng ta kéo cái default xuống bên dưới cùng cho cái default là to nhất đó Background là bé nhất cái layer thì chúng ta sẽ có là Bo và war ok sau khi xong mấy thằng này thì chúng ta sẽ đến cái phần là chúng ta sẽ uh, setup cho game chúng ta tạo ra một cái đối tượng mới chúng ta đặt tên là war cái game xin chúng ta sẽ kéo game này xin sang bên này đó cho nó một bên là là game một bên là xin cho nó dễ nhìn cái display chúng ta sẽ để nó là một không Uh, 80 x 1920 đó full HD tạm thời chúng ta cứ để full HD đã nếu mà không có thì chúng ta tự khai báo nhé chúng ta tự khai báo ở cái dấu cộng này nhé đó with hay này trong quân này chúng ta sẽ có bốn cái bức tường bốn cái bức tường ờ, uh, chúng ta tạo ra một cái đối tượng game mới này chúng ta đặt tên là Top Chúng ta phóng to lên một chút cho dễ nhìn nhé World top. Cái thằng này chúng ta cho nó là cái box Collider 2D Box Collider 2D chúng ta Cho nó cái size x là 6 Y là 0.5 Offset của chúng ta chúng ta để là 5.17 Cho nó bên trên này Đó Chúng ta Ctrl đi. Chúng ta copy xong cái chúng ta đặt tên là World bottom của bottom là ở bên dưới chúng ta cho cái offset y là âm đó nó sẽ xuống bên dưới chúng ta được hai thằng là top và bottom tương tự thì chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng tiếp này cái thằng này là world left chúng ta cho lên đây uh, world left cũng cho một cái box Collider 2d brain cái offset của cái thằng này là âm 3.03 và size của nó x chúng ta để là 0.5, y chúng ta để là 20. Đó như thế này. Ở đây là âm à, 3.03. Đó như thế này. Chúng ta can số đi, chúng ta nhân đôi lên này. chúng ta đặt tên là worldwide cho cái offset là dương đó chúng ta kéo xuống bên dưới này ctrl s lưu lại chúng ta tạo ra một cái canvas uh, ui canvas đặt tên nó là game Bg canvas chúng ta cho cái render mode của nó là screen space camera chúng ta kéo cái camera vào đây chọn sorting layer là background đó bên dưới là scale with screen size chúng ta đưa nó về uh, scale uh, match match theo cái height và x một i y1 à y1920. đó như này. Ctrl S lưu lại. Trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái image. Chúng ta dự án chúng ta căn nó tất cả theo cha. Chúng ta vào trong ad chúng ta vào trong sprite, chúng ta vào trong game background chúng ta cho cái hình nền vào. Đó như này. Hình nền này đi. Ok. Chúng ta đặt tên là back to như này. Ctrl S lưu lại. Đó.